Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua phương án thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Ảnh hưởng của dịch COVID-19, người nuôi tôm lao đao vì thua lỗ. Giá lợn hơi cũng giảm chạm đáy, người nuôi ngại tái đàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin Chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Bản tin bắt đầu với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị thông qua phương án thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Sau khi nghe cơ quan thường trực và ban chỉ huy quân sự các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn, Quỳ Châu báo cáo các phương án thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021, hội nghị đã tiến hành thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến để bổ sung điều chỉnh một số nội dung phù hợp với tình hình thực tế các phương án thực binh của từng địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà biểu dương các cơ quan đơn vị đã chủ động tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho các phương án thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Đồng thời, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến ngày diễn tập không còn nhiều, các đơn vị cần phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn để hoàn tất các nội dung thực binh trong diễn tập. Trong đó, các đơn vị tiếp tục xây dựng hoàn thiện kịch bản thực binh trong diễn tập một cách chi tiết, xác định lực lượng tham gia, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập các phương án thực binh thuần thục, sát với tình hình và thực tế địa bàn. Trong đó, chú trọng yếu tố đảm bảo an toàn và phòng chống dịch cho các lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện tham gia thực binh cũng như nhân dân trên địa bàn. Bản tin tiếp tục với thông tin kinh tế. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hộ nuôi tôm ở Nghệ An lao đao vì thua lỗ. Có những chủ hộ nuôi tôm có kinh nghiệm hàng chục năm vẫn không tránh khỏi rủi ro đợt này. Nguyên nhân được chỉ ra là do nguồn nước vào bị ô nhiễm, khiến con tôm thường xuyên bị dịch bệnh, chậm lớn. Cùng đó, giá đầu vào tăng cao cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến giá tôm giảm từ 120.000 đồng xuống còn 70-80.000 đồng trên 1 kg. Đến các vùng nuôi tôm trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Hoàng Mai như các năm trước, thời điểm này bà con đã tập trung xử lý ao đầm, chuẩn bị nuôi tôm vụ ba, nhưng nay rất ít người đầu tư nuôi. Trong một diễn biến liên quan, cũng do ảnh hưởng của dịch, khoảng một tuần nay giá lợn hơi giảm sâu, tại Nghệ An xuống còn 55-62.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn chạm đáy khiến người nuôi thua lỗ, nhiều hộ không dám tái đàn. Theo khảo sát, giá lợn hiện tại ở các địa phương trong tỉnh dao động từ 55.000 đồng đến 62.000 đồng trên 1 kg tùy loại lợn. Giá lợn ở các trang trại lớn nuôi theo hình thức an toàn sinh học cũng chỉ ở mức 60.000 đồng đến 62.000 đồng trên 1 kg, giảm đến 40.000 đồng trên 1 kg so với thời điểm chốt giá tháng 5 năm 2020. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 2 năm qua, thấp hơn cả trước thời điểm dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Khu cách ly tập trung trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tương Dương. Hơn 10 ngày nay, bé Lương Thị My sinh năm 2020 cùng mẹ đã dần quen với môi trường sinh hoạt mới. Không thoải mái tự do như ở nhà, song hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch, hai mẹ con cùng hàng trăm người dân bản Trăm Puông, xã Lượng Minh, nơi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của huyện, đều đồng thuận chấp nhận nghiêm các quy định. Ở khu cách ly, sự bỡ ngỡ và lo âu là không tránh khỏi. Những đứa trẻ như bé Lương Thị My còn có mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Còn với bé Seo Thanh Hà, chỉ vừa tròn 4 tuổi. Đây là lần đầu tiên ra khỏi bản mà không có cha mẹ đi cùng. Bé tự làm quen và thích nghi, vượt qua rụt rè và sợ hãi ban đầu bằng sự quan tâm, động viên của cán bộ tại khu cách ly và những người xung quanh. Thì hiện nay Tương Dương đang tổ chức tiếp nhận và cách ly cho 230 công dân. Trong đó cái đặc biệt nhất trong cái đợt cách ly lần này thì có rất đông trẻ em, đến 105 trẻ em. Thì ngoài cái nhiệm vụ chung của chúng tôi đó là trực tiếp tổ chức tuyên truyền, rồi tổ chức hướng dẫn và phục vụ nhân dân, thì Ban Chỉ huy quân sự huyện và phối hợp với lực lượng bên ngoài để làm tốt công tác bảo đảm từ sữa, đường, sữa, rồi đến cháo cho các cháu, rồi đến quần áo, giày dép, rồi phối hợp với là phòng giáo dục và các điểm các cô giáo trên nhà trường vận động các cái sách vở thêm để cho các em tổ chức
đọc thêm trong cái quá trình tổ chức thực hiện cách ly ở ngay trong phòng. Toàn huyện Tương Dương có 230 người đang thực hiện cách ly thì có 105 trường hợp là trẻ em. Riêng tại khu cách ly tập trung trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tương Dương có 151 người thì có 71 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi. Tất cả đều là người khơ mú, tuổi nhỏ, song đã phải thích nghi với môi trường mới khi không có bố mẹ bên cạnh. Hàng ngày ở đây, các em đang thực hiện cách ly được phục vụ đầy đủ 3 bữa với thực đơn phong phú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, những cháu nhỏ tuổi còn được nấu cháo riêng, kèm thêm sữa tươi đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và khẩu vị được thay đổi hàng ngày. Xác định trẻ em là đối tượng đặc biệt cần phải quan tâm chăm sóc trong đại dịch COVID-19, cán bộ khu cách ly tập trung huyện Tương Dương đã tích cực hỗ trợ tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ mùa dịch. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.